Chẳng lập ra nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng lập ra bố thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa. Chẳng lập ra nội không, cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng lập ra bốn niệm trụ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng lập ra tất cả môn tam ma địa, tất cả môn đà la ni. Chẳng lập ra trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng lập ra dự lưu và quả dự lưu, cho đến chẳng lập ra A-la-hán và quả A-la-hán. Chẳng lập ra độc giác và độc giác bồ đề. Chẳng lập ra Bồ-Tát và bậc Bồ-Tát. Chẳng lập ra tam miệu tam Phật đà và tam miệu tam bồ đề. Cũng chẳng lập ra văn tự lời nói. Biết tâm niệm của các thiên tử đã nghĩ pháp như vậy, cụ thọ thiện hiện liền bảo rằng: Này các thiên tử, các pháp như sắc, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề đều lìa văn tự, đều chẳng thể nói, cho nên đối với bát nhã ba la mật đa, cũng không có người nói, không có người nghe, cũng không có người hiểu. Vì vậy đối với các pháp, các ông nên theo những điều đã nói mà tu tập pháp nhẫn kiên cố. Những ai muốn trụ, muốn chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán, thì phải nương vào nhẫn đây mới trụ chứng được. Những người muốn trụ, muốn chứng quả độc giác bồ đề cũng phải nương vào nhẫn đây mới trụ chứng được. Những ai muốn trụ, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải nương vào nhẫn đây mới trụ chứng được. Như vậy, này các thiên tử, các đại bồ tát từ sơ phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nói, không nghe, không hiểu mà thường siêng năng tu học.